bảo quên tôi luôn. Điều đầu tiên cho phép Diễm Hương được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chat với mẹ Bỉm Sữa, và được chào chị Ngọc Lan, chị Tonya. À, hai người chị rất là quen thuộc với Hương rồi. Ví dụ như là mình đừng có đứng để làm tổn thương tụi này nữa được không? Ngồi đi. Không hiểu sao mà sanh con rồi mà dốc dáng vẫn y chang như vậy. Mà được biết là không có tập tành gì đâu. Làm biến lắm, không tập tành gì hết. Không tập tành luôn. Tự động nó về lại số đo như ban đầu. Mà kỳ lắm, cứ mỗi lần gặp lại là nàng ấy đẹp theo một cái kiểu thần sắc mà nó mặn hơn rất là nhiều. Được khen nãy giờ em rất là nở lỗ mũi đây. Nhưng mà thực ra không phải như chị Lan nói là tự nhiên em sinh con xong là em sẽ đẹp như vậy đâu. Tại vì cũng... Chết cha, chị đặt điều quá hả? Tại vì thực ra có một cái khoảng thời gian điều mà cấu quá. Em bị sốc bởi một cái bài báo em chụp với lại Phạm Hương. Bài báo nó có một cái giật tít mà nghe nó muốn đau lòng lắm chị. Hoa hậu Diễm Hương lộ vẻ bề ngoài gì xồ xề. Trời ơi, xồ xề bên đàn em Phạm Hương. Em nói từ ái dân chào chị. Ít nhiều gì em cũng đã thiên hoa hậu. Rồi cũng ít nhiều gì cũng là một trong 20 mặt đẹp nhất của thế giới luôn. Rồi nhưng mà mình cũng sinh con rồi. Một bạn chưa sinh con mà đang trong thời kỳ nở hoa. Nên sao lại dùng chữ xồ xề như vậy? Trời ơi, Lan ơi, tính ra mấy cái cú mà suy sụp trước gương trong phòng thay đồ rồi đó, nó không bằng cái cú này đâu. Đúng rồi đó chị, tàn nhẫn dễ sợ. Dạ, cơ bản là vì em cũng có cái bệnh trầm cảm. Thời gian đó là em gần 70kg, mập gấp đôi bạn đó luôn. Cái đó là quyết định làm việc gì là trong vòng 2 tháng rưỡi em xuống 20kg. Bây giờ số đo của em là trở lại cái lúc mà em thi hoa hậu và nó chuẩn hơn, đẹp hơn nữa. Đúng rồi, chị thấy em đẹp hơn mà. Nhưng mà mọi người ơi, chúng ta hay quay lại lần đầu biết tin có thai của mình. Mình đi thấy sao? Trời ơi, lấy đúng rồi, để đúng đại nó phía sau đi mọi người. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với cái quá trình mang thai. Đầu tiên đó là cái cảm xúc khi mà mình nhận được tin mình có em bé thì như thế nào? Em hay đi mua đồ, em cũng mua lố, chị biết không? Cái que thử thai cũng mua lố. Mình mua cái mình để thôi, vì thực sự là mình cũng mong có em bé. Kiểu như vừa mà thấy trễ cái là mình phải đi thử liền. Nhưng mà giờ bà đi mua que thử thai, giờ bà để mà tôi có cảm giác bà mua khăn giấy và xài mỗi ngày vậy trời. Cái xong vào một ngày thì em dọn cái tủ đồ, cái em thấy cái que thử thai sót. Thì cũng sẵn đem ra thử chơi. Thử chơi vậy hả? Đúng rồi, em thử chơi thôi chị chứ. Trời ơi. Được luôn. Được luôn. Được luôn. Mà đặc biệt cái thời gian đó là em đang giận với ba em bé. Thì em thử chơi cho vui. Giận mà có bầu được luôn hả em? Không, có nghĩa là trước đó cho vui. Rồi xong rồi thử thôi thì cũng để sợ hết đá chị. Đúng không? Thì xài que thử thai mình sợ hết đá mà mọi người. Quý vị ơi, quý vị, em khẳng định là lần nữa lời kết luận của em luôn đúng. Mỗi một hành trình làm mẹ nó luôn có một cái bắt đầu kỳ lạ. Thử cho sợ hết đá. Như vậy bí quyết để có bầu là gì? Sợ que thử thai hết đá. Không, mua một que về đừng có thử. Để dành. Để dành. Khi nào gần hết đá đem ra thử một cách vụng. Nhưng mà các bạn phải nhớ là mình phải nhìn thấy cái que thử thai mà gần hết đá đó một cách rất là tình cờ và rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Ủa tại sao nó lại nằm đây? Với rồi mình lấy ra mình thử chơi. Với lại ngày hôm đó phải buồn buồn để thử cho vui. Đúng rồi nha. Thì đó cái mình thử thì trong cái tâm lý của em á là luôn thực sự là luôn mong có một đứa con. Lúc nào mình cũng nghĩ là như trong phim á chị. À, giống hay mấy cái vai chị Diễm mà có con là sẽ nhảy cẩn lên, vỡ hòa sung sướng cái mặt. Cái kiểu rồi gọi điện thoại cho chồng. À em có một món quà tặng cho anh hoặc là mình mới. Nhưng em không biết tại sao mọi thứ đến với em nó khác thường. Nó rất vậy. Là bạn phóng sự an sinh xã hội. Không, nó đến với em thực sự em nghĩ là gần một phút. Em có cảm giác giống như cả thế giới này sụp đổ, xung quanh em sụp đổ luôn. Em cảm thấy mọi thứ nó rất là tồi tệ xung quanh. Em đang muốn có con mà. Yeah, cái tâm lý của em là lúc đó như vậy. Cho nên là khi em nói ra rõ ràng là cơ bản là em là một người có bệnh. Cho nên là cái diễn biến tâm lý của em nó không như expect của em, không có như là trong đợi của em đâu. Là mọi thứ nó như sụp và em đứng không vững luôn. Ừ, hiểu. Sau đó em lấy lại bình tĩnh. Mà dần dần nó giống như trong em nó có cái cây mà chị thấy mấy cái phim hoạt hình nó nở mầm. Tung ra như vậy rồi em sẽ suy nghĩ là ồ nếu mình có con thì bắt đầu bài toán kinh tế em hiện lên liền. Là em sẽ dự định cho con em 5 tuổi làm gì, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, bao nhiêu tuổi con em sẽ lấy vợ. Em tính tới cỡ đó luôn. Rồi ảnh về nhà, ảnh đi làm, em báo là em đưa cho ảnh cái que. Cái ảnh nói là
đừng có nghĩ đang cãi nhau mà đứa này đã làm quệ rảnh gì luôn, bộ rảnh gì luôn. Em nói như vậy và anh tưởng là em lấy cái bút, cái bút tô lên cho vui chị. Ông ngọn cào phải không? Em nói ở đây không có rảnh như vậy. Thì ba của đứa nhỏ không nói chuyện 3 ngày luôn. Tối ngủ cũng nhìn lên trần nhà, cũng không nói với ai. Vì em cũng hiểu được là anh cần một cái thời gian để tiếp nhận nó. Và em cũng cần một cái thời gian cho bản thân em. Mẹ bỉm sữa, họ là ai? Họ chia sẻ điều gì? Có thể một ngày em uống tới 2-3 trái dừa luôn. Để cho tuột ra. Dạ, nếu như mà người khác mà là người mụn thì chắc chắn cái đường ra đầu tiên là sẽ là vu đầu em bé rồi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, nói bác sĩ là giữ con chứ không có giữ mình. Phải kìm lại, không được đánh chồng, không được đánh, không được đánh chồng. Ghi hình tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi về Viber 0522961076, Gmail anhnguyet.nguyenthi@mocmcv.com.vn. Rất là buồn cười ở chỗ là em không có bị ngán. Chồng em lại như một người có bầu, ăn ngủ như một người có bầu. À đúng rồi. Dùm 2 giờ rưỡi đêm mà đòi ăn cốc chín. Cốc chín mà chấm nước vậy? Ăn gì quái đản vậy trời. Đó em đâu bé này có những cái combo ẩm không, nhưng mà em không có ăn. Chồng ăn. Ăn chứ đâu có ăn. Có nghĩa là chồng em là ăn. Rồi xong rồi chẳng hạn giống như là bạn em á biết em có bầu, làm cho em 10-20 hộp bánh lăng luôn chị. Em để ở tủ lạnh, em nói ờ em nói với lại ba em bé là ở trong tủ lạnh có bánh lăng, anh thích thì anh ăn. Được lời như cởi tấm lòng. Sau như một phút quay lại em nói từ trong nhà vệ sinh ra 10 hộp hết trơn luôn. Thời gian đó em thấy sáng ngủ, trưa đi về cũng ngủ. Lúc rồi, nào cũng buồn có ngủ. Có nghĩa là họp á, thì anh cũng tranh thủ nói nhân viên là họp nhanh nhanh đi để về anh còn đi ngủ. Em thấy ủa mắc cười ghê. Em không biết em có bầu hay ai có bầu nữa. Mọi thứ của em nó cũng hầu như cũng không có gì quá đặc sắc, ngoài cái chuyện là sóng gió cuộc đời đến với em lúc đó. Làm cho em bị stress và áp lực tinh thần rất là nhiều. Bạn bè cũng sợ là em lên mạng xem những cái điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến em, vì sợ em sảy thai, vì lúc đó có động thai. Thử ra một cái đứa em á, suốt ngày đi với em, đi ăn, đi chơi, trời mưa em vẫn đi. Em đi chín ngôi chùa, nhà thờ em đi hết. Tại vì em rảnh quá mà, với lại nói là em thích dân đèn cày. Và đó là cái niềm vui của em. Cái quá trình bầu bí của Hoa hậu Diễm Hương á, là những chuỗi ngày đi dân hoa, dân hương và đồng thời thì chăm sóc chồng như là chăm sóc một mẹ bầu. Đó. Tỉnh tâm. Em thì không có chăm sóc. Anh tự chăm sóc. Anh tự chăm sóc. Anh tự ăn khẩu phần bầu của em. Là coi như là giống như là chăm chồng như là chăm bầu vậy. Em có một mối liên kết rất lớn với con em, là từ hồi lúc nó mới vừa hình thành là em que rồi đó. Từ lúc mà em sụp đổ là em dự cảm được. Em dự cảm rồi. Em thay giáo từ rất sớm. Cho nên về sau, tại sao khi em đẻ ra Noa, mọi người nói là tại sao ai nói nó không nghe, có mình em nói nó nghe. Em mà đau lưng một xíu em nhớ hoài, em mới nói là mẹ đau lưng quá à, con có cách nào đừng có để làm mẹ đau lưng. Lập tức là tối đó em không còn đau lưng nữa, mà chồng em kêu sao đau lưng. Trời, công nhận không hay quá ha. Và cái thời gian mọi người có một cái điều là dặn hay thường có bầu là dặn là phụ nữ không được khóc, đúng không? Từ ngày em có bầu cho đến ngày em đẻ, sau khi đẻ em vẫn khóc đều đặn luôn. Ngày khóc đều đặn luôn. Em khóc đều đặn luôn. Khóc là vì mình bị tủi thân, vì thời gian đó bị áp lực xã hội, bị stress và bị trầm cảm mọi thứ. Em khóc đều hết trơn á. Mà con em đẻ ra mặt cười tươi như hoa. Cơ bản không phải là do mình khóc hay buồn, mà do mình chia sẻ với con mình như thế nào. Em dù em khóc nhưng mà em sẽ nói là ồ mẹ rất là hạnh phúc khi có con. Mẹ tin rằng trong cuộc đời này em sẽ nói chuyện với con em như là một người bạn. Thì em thấy là con em ra đời dù em khóc tròn ngày luôn, nhưng mà con em rất là vui. Khóc tròn ngày đó quý chị, khóc full time. Chưa kể là em bị bệnh trước khi sinh là em sẽ mất mạng. Em sang Mỹ sinh con vì em có người thân và gia đình, nhưng thực ra em cũng không muốn nhờ vả người thân gia đình. Cho nên khi em qua bển, em cũng lại một mình, tự một mình. Thì rất là may là em lại có những người bạn lần đầu gặp mà lại xem mình như người nhà. Ba em bé cùng với các người bạn á, sợ em cũng buồn, dẫn em đi trực tuyết chị. Mọi người sắp vỡ chum mà kêu đi trực tuyết, rồi sợ mà trượt xuống mà bể chum không? Mà em có đi không? Dạ em đi chứ. Nhìn mặt nó là biết nó đi rồi. Trời ơi, chị sai rồi, lần này chị sai. Đúng rồi. Em đi trượt tuyết và em thấy rất là vui. Em vẫn rất vui, nhưng lúc đó có một cái dấu hiệu bệnh mà em không để ý. Là người em đã đổi những cái nốt mẫn.
là em bị chicken pox, là thủy đậu. Thủy đậu. Yeah. Cái bác sĩ mới nói là bây giờ nhập viện để cách ly, cái chi phí nằm bên Mỹ nó quá mắc. Cho nên là em không mong muốn nằm. Bệnh này á, thì bình thường nó cũng đã nguy hiểm với người bình thường. Nếu như vào một trường hợp xui, nhưng mà trường hợp của em là còn có cỡ chừng 7 đến 10 ngày nữa là em sẽ sinh. Em hỏi là có thể lấy em bé ra bây giờ hay không, vì em phải cứu con em trước. Cái bác sĩ nói không, vì nếu giờ lấy em bé ra, virus này vô não em bé cũng chết. Wow. Dạ. Rồi bác sĩ kêu là nếu như em về nhà mà em mà xui á, mà sốt lên 40 độ thì nhập viện, nhưng mà cũng khả năng mất cả mẹ lẫn con là chết. Là bởi vì sốt 40 độ là băng huyết và mọi thứ nó như là rất là căng. Bác sĩ nói vậy thôi, bây giờ nếu theo ý cô thì cô về, tôi cho cô 3 ngày. Và rất là tuyệt vời ở chỗ là em sốt lên 39 độ rưỡi là nó xuống. Và lúc đó thời kỳ đó là ba em bé đã qua bên Mỹ rồi. Và ảnh qua là ảnh chỉ được chơi có 2-3 ngày là kể từ đó là ảnh thức trắng luôn. Mà chỉ biết đó, em đã chuẩn bị tinh thần sẵn là em nói với chồng em là nếu mà có chuyện gì nhập viện á, tại vì em đã mê man rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì phải nói bác sĩ là giữ con chứ không có giữ mẹ. Vì con em lúc đó đã 39 tuần tuổi là hoàn toàn phát triển thành một em bé bình thường rồi. Em dặn như vậy, cái là em ngất liệm. Nhưng mà em nhớ là lúc đó ba nó nói là không, đừng có nói khùng khùng điên điên gì đi. Là em đã ngất liệm, là em đã sẵn sàng chuẩn bị là mình mất mạng. Mà thực sự em là một người rất là sợ chết, nói chứ em tham sống sợ chết lắm chị. Thật sự em rất... Bà kể chuyện mà em cuối chỉ cùng biết thôi. Không biết bà kể chuyện theo dạng nào luôn á. Nhìn mặt em mà chị biết rồi. Em còn mà đừng có cà khì á, được không? Em rất là tham sống sợ chết. Làm coi mấy cái chương trình mà thiên tai bão lụt là em khóc nha chị. Em sợ chết. Em sợ liền. Khóc là gì? Em sợ chết chứ không phải em chứ khóc. Chứ không phải em sợ cho nhân vật. em sợ chết chị. Vậy mà lần đầu tiên em mới cảm giác là tình mẹ nó cao cả như vậy, là em chấp nhận em chết để con em ra đời mà em không sợ gì. Em cũng tự ngưỡng mộ em lắm. Đẻ ra một cách cũng vui vẻ lắm chị. Là đẻ ra rồi cái ngày đẻ cũng có mưa. Quen cái vụ liệm đó rồi sao? Tỉnh, tôi đang đợi cái đoạn tỉnh đó. Thì cứ hốt về bệnh viện. Không, ảnh lại chăm sóc. Rồi lại tỉnh. Rồi lại tỉnh, rồi lại mê, rồi tỉnh, rồi tỉnh khi mê. Nào rồi sao, rồi khi nào tỉnh hẳn? Sau 3 ngày, nó dần giảm nhiệt. Đó là thời gian ủ bệnh và phát triển bệnh. Đó, thì vui là ở chỗ là lúc đó em, lúc đầu nó nổi 1-1, rồi còn nói, ủa anh, em nổi 1-1, anh đếm với em nghe 1-1-2-1, 51. Lượt về sau em hỏi mấy một rồi, anh nghĩ đến mệt. Thôi đừng đếm, mệt lắm. Ra lúc đó là em nổi từ trên đầu xuống tới dưới người. Nhìn em như một con cóc vậy đó. Cái bụng đó bự rồi thêm mà cục nhìn nó ghê mà. Nhắc đến em còn nổi da gà. Sức cho em từng nốt như vậy. Hành trình đi đẻ của em nó thật sự là rất là kỳ lạ. Bác sĩ chỉ định em sinh mổ. Em cứ khóc, bác sĩ thuốc mê em lúc đó còn kêu là ok, không sao đâu, mày không sao, cứ chậm nước mắt. Chồng em nói ok, mà chồng em lúc đó cũng sợ. Sợ là vì lần đầu tiên thấy mà nhìn thấy mổ luôn. Em hỏi về sao là anh thấy nó có làm sao? Anh nói giống như phá lấu vậy đó. Trời ơi thiệt. Ê cái cặp đôi này cưng ha. Cái tại vì thấy mổ ra hết, móc ra hết. Em muốn là một cái người cha có trách nhiệm, cho nên em yêu cầu để cho anh cắt cái nhau thai. Trời ơi, anh cắt mà em nhớ đâu không lầm là anh cắt cũng không bị trật đó. Không biết cơn dao kéo lục hay gì. Mình rung quá đó em. Rung quá. Rồi sinh ra đó thì được cái vui lắm. Em không biết chị có cảm giác là mệt sau khi sinh không? Là bệnh là chồng em đã thức bao nhiêu ngày đêm rồi, thức trắng luôn. Rồi bản thân em cũng thực sự mệt mà em... Trời đất ơi, em nói chị nghe. Lúc đó là bên Mỹ nó có cái dịch vụ là giữ con giùm mình 4 tiếng. Mình đăng ký liền chị, em nói đăng ký đi để con người ta giữ con mình rồi mình đi ngủ. Vào giữ. Cái xong ngay thời điểm đó đang có rộ lên cái vụ là bạo hình cho em. Cái xong không mà thì khỏi ngủ luôn. Cái cơ bản em đoạn nữa. Cái cơ bản là chồng em lúc đó nghĩ là sẽ thuê người đó cho dù tốn tiền nhưng mà vẫn không sao. Để cho hai người cùng hồi sức lại, để chăm lại cho những ngày sau. Em mới nói không biết là anh có nhớ là lúc này có cái clip bạo hành hay không. Tự nhiên ba nó cảm giác bực vậy, bị như chột á. Người ta mới vừa đẩy ra, trước đó cái vẻ mặt còn rất là hân hoan, tại chuẩn bị lót giường đi ngủ. Chuẩn bị đi ngủ. Cái xong là chạy ra cửa phòng hốt lại,
không biết sao kiếm được đi về. Rồi thôi được rồi, không cần ngủ. Mà chị biết không, ở bên Mỹ á, người ta không có cho cha hay mẹ ôm con vô lòng, vì cái hơi thở của người lớn sẽ làm ảnh hưởng em bé. Nhưng ba nó đâu có chịu. Không biết ba nó ngủ sao á. Đến bác sĩ sớm, bác sĩ vô thăm coi là tình hình mình sao. Bác sĩ hết sức ngạc nhiên và giật mình là em bé không còn ở trong cái lòng. Ồ, em đâu rồi? Cuối cùng chị biết nằm ở đâu không? Ba nó như một bà đẻ luôn. Ôm nó một bên này nè, nằm lọt thỏm như này nè. Cái bác sĩ nhìn thấy hết hồn, kêu là ẵm em bé để lên, mốt đừng có làm như vậy nữa nha. Bên này nó thấy gì nó tước quyền nuôi con luôn. Tại vì sợ nguy hiểm cái hơi thở của mình. Em thấy mắc cười là sáng nào đi vệ sinh vô cũng thấy là ba nó giống như bào đẻ ấy chị. Dớ, mang dớ. Rồi vô quần. Rồi nó thì nằm trên cái bụng như nè. Rồi hai cha con nó nằm với nhau mà nằm. Ba nó lúc nào cũng ôm nó lên bụng nằm á. Cho nên về sau nó ăn hiếp ba đó. Trước khi sinh em đã bị bệnh trầm cảm. Trầm cảm nó dẫn đến cho em không kiểm soát được cái sự vui buồn của mình. Đó lý do dẫn tại sao em vui chậm đó. Là vì em có bệnh. Cái yếu tố đẹp đẹp vậy chứ bệnh dữ lắm. Người ta vui xong rồi 5 phút sau bà mới vui. Chị biết á, trong cái thời gian mà lúc mà mới sinh á, em đẻ con á, rồi người em xấu, rồi thực sự là vợ chồng cũng có những cái lúc cãi vã. Em lại bị bệnh trầm cảm. Mà cái quan trọng của vấn đề của người bị trầm cảm là gì? Họ không chịu nói với một người nào đó. Và họ không đủ cái động lực để vượt qua nó. Mình phải chọn là mình làm chủ thể hay cái bệnh nó làm chủ thể. Thì em quyết định em phải làm chủ thể. Cho nên hồi trước khi có con á, thì em nói chuyện với con chó. Nếu em nói chuyện với con chó nó cứ ấn. Thì em coi như là nó chia sẻ. Đến khi em có con em lại đau lòng hơn. Thì con em lúc đó 1 tháng 2 tháng có biết gì đâu. Nhưng vì em đã nói chuyện với con em từ lúc trong bụng. Cho nên lúc mà đẻ ra em bị trầm cảm. Có những lúc em gần như tuyệt vọng và em sẵn sàng tự tử. Sợ chết, bây giờ là không sợ chết nữa. Thì em mới nói với con em, khóc với con mình, viết thư để lại cho con mình. Và con em dường như nó hiểu. Cho nên em mới nói là con em biết nói từ lúc 3-4 tháng. Nó đáp lời lại đúng nó không? Nó đáp lời lại với em. Em hỏi là con có thương mẹ không? Nó nói mà em nói thật sự là lúc đó em nói người ta tưởng em bị khùng. Bên nhà chồng em tưởng em bị khùng đó chị. Là tại vì nó không đứa nít nào 3-4 tháng biết nói. Mà thực sự cái âm nó có. Hỏi con có thương mẹ, nó thương mẹ. Nó không thể là nói bằng cái lưỡi của mình, nhưng có cái âm đó. Cho nên là em được như có một người bạn thân để chia sẻ cái điều đó. Đúng rồi. Cái liên kết giữa em với con em nó rất là mạnh về sóng não. Đúng có rồi. Thể được giải thích như vậy về mặt khoa học. Dạ. Còn một số yếu tố khác chúng ta không kiểm chứng được thì ai hiểu sao cũng được. Mà con em đến giờ này giống như hồi nãy em nói đó, nó mới gần 5 tuổi thôi mà em cũng không tưởng tượng con mình nó có thể diễn biến tâm lý mà phức tạp đến như vậy. Là tối ngủ hỏi ủa sao con buồn vậy, cái nó không cho mình thấy giọt nước mắt, cái lấy đi gói che mặt đi, con thấy mẹ vất vả quá. Trời ơi, thương. Rồi nó hỏi sao con thấy mẹ vất vả, mẹ không có tiền. Tại vì lúc nào mình cũng phải, em luôn có một cái câu là dạy con trai bằng cái sự nghèo khó mà dạy con gái bằng cái sự đầy đủ, để nuôi dạy cho con trai mình cái ý chí làm giàu và tự lực, còn con gái mình lòng tự trọng. Cho nên em nói vậy, nó ok mẹ có thể vất vả nhưng mẹ chỉ cần nô à học giỏi. Cái nó mới nói dạ bây giờ con đi ngủ nhưng mà mẹ không có cái gì ôm đúng không? Thì mẹ ôm con gấu của con đi, rồi mẹ nằm xích vô đắp mền lại, không hơi lạnh á. Thì em mới thấy con mình là một người có một cái sự chia sẻ. Ít nhất là em tin rằng trong tương lai nó sẽ là một người đàn ông tốt. Trong cái câu chuyện của em, chị phát hiện ra là chị có những cái mà chị dành cho con mình nó chưa có đúng, nó chưa có đủ. Chị hiểu ra được một điều là trẻ con nó biết hết, chẳng qua là mình có chịu nói với nó hay đúng không. Đúng rồi, dạ. Đó, nên là rất là cảm ơn em đã đến với lại chương trình ngày hôm nay.